NASA hủy bỏ chương trình ra mắt vệ tinh đo lường khí hậu. Tin từ California, trung tâm NASA sáng nay vừa thông báo trên trang mạng Twitter vì một trục trặc bất ngờ xảy ra trong lúc đang chuẩn bị. NASA hủy bỏ việc ra mắt vệ tinh quan sát khí carbon, còn được gọi là OCO. Dự án vệ tinh OCO trị giá 450 triệu Mỹ Kim, thực hiện trong 2 năm, có thể dùng để xác định nơi những khu rừng và đại dương trên hành tinh tái hấp thụ khí carbon trong khí quyển. Chu kỳ này chính là chìa khóa đo nhiệt độ của trái đất. Hơn 50 năm đo lường cho thấy, khoảng nửa số lượng khí carbon dioxide đưa vào khí quyển do quá trình tự nhiên của các hoạt động của con người sẽ được tái hấp thụ. NASA hy vọng cho ra mắt vệ tinh OCO từ năm 2009, nhưng lúc đó một tai nạn đã xảy ra trong lúc khai mạc, vì thế quốc hội đồng ý tài trợ đã thực hiện OCO2 thay thế. Dự kiến ra mắt tại căn cứ không quân Vandenberg ở California hôm nay. Được biết vệ tinh OCO do công ty khoa học về quỹ đạo xây dựng